Xin chào cả nhà. Xe Honda Lead đây ạ, mới cập bến tại cửa hàng điện máy xe máy Huy Bổ ạ. Phiên bản đen mờ và phiên bản bạc ạ. Hai màu này là gọi là phiên bản đặc biệt ạ. Đã về sẵn tại cửa hàng xe máy Huy Bổ để cho các chị em lựa chọn nha. Giá chỉ 4x thôi ạ. Cho nên mọi người đến Huy Bổ là yên tâm mua xe và có đủ mẫu, đủ mặt hàng cho mọi người lựa chọn ạ. Cam kết là rẻ hơn Bắc Ninh, Bắc Giang nhé. Hỗ trợ mua trả góp, trả trước là 5 triệu là mua được xe Honda Lead này rồi ạ. Đủ màu đấy ạ. Đủ màu, đủ bản đấy ạ. Hiếu ơi! Hiếu! Đủ màu, đủ bản cho mọi người. Mọi người có nhu cầu mua xe thì liên hệ trực tiếp theo số điện thoại mình ghim trên bài nhé. Hoặc là đến trực tiếp tại các cơ sở của các chi nhánh của công ty xe máy Huy Bổ ạ, ở Hữu Lũng và ở Chi Lăng để mua xe ạ.